Đến từ Tricoid Asia đây, ngày hôm nay tôi chia sẻ với bạn một nội dung rất đặc biệt đó là làm thế nào để chúng ta có thể bắt đầu vào thị trường này và có thể trade thử ở trên sàn Binance để anh chị có thể biết cách để hòa nhập vào thị trường này để có trước khi chúng ta bắt đầu kiếm lợi nhuận những cái kèo tốt thì chúng ta phải có bước bắt đầu thì tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta và tôi là thông đến từ Tricoid Asia Đầu tiên thì trước khi vào chương trình thì anh chị em cập nhật cái thông tin trên trên cái gì ạ? Cái uh, YouTube của tôi là coin Asia là làm ơn các anh chị có thể là giúp tôi uh, đăng ký kênh để tôi có thể đạt được 100 000 sub sớm các anh chị nhé. À, ở đây cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích. Uh, rồi. Với cái nữa là có một cái gì ạ? Cái website mà đội nhóm của chúng tôi đang uh, build À, để tổng hợp tất cả cập nhật những cái thông tin mới nhất về thị trường Việt Nam và blockchain thế giới và crypto để anh chị có thể theo dõi tất cả những cái điều hay ho khắp Việt Nam và thế giới nhưng mà ở trên một nơi thôi anh chị lên một nơi thì anh chị có thể xem được hết đó là tradecoinasia com ở trên này thì anh chị có thể coi được những cái channel mà anh chị muốn coi này anh chị có thể coi được những cái category anh chị muốn coi và anh chị có thể coi được những cái người tốt những cái người ấp nội dung trên này để anh chị muốn coi nhé đó thì đó là những cái thông tin mà anh chị ở lên đây không những có thể coi được các hệ mà coi được những series bài viết à, coi họ à, chúng ta học được những cái điều để chúng ta kiếm tiền và sau đó là chúng ta kiếm ở trên này chúng ta vừa gì ạ vừa vừa gì vừa đọc vừa học và vừa kiếm tiền được không ạ đó thì à, đó là cái kênh uh, tradecoinasia com à, cái nữa là rồi, cái nữa là anh chị có thể join vào kênh uh, Telegram cũng có tên là TradeCoinAsia.com các anh chị nha, TradeCoinAsia uh, kênh Telegram để anh chị có thể cập nhật được uh, nhiều cái thông tin bổ ích nữa. Rồi, ngày hôm nay thì uh, tôi sẽ giúp cho các anh chị cách để, uh, cái như cái nội dung tôi vừa nói đó là, ngày hôm nay đó là cách để anh chị thiết lập một cái uh, con bot để có thể bắt đầu vào thị trường và cái thị trường anh chị, uh, cái, cái nơi để anh chị trade đó là Binance. Và anh chị phải biết cách để có thể kết nối uh, thử để coi thử thị trường nó chạy như thế nào trước khi bắt đầu chúng ta kiếm được tiền nhé. Rồi, uh, nếu như ai chưa có một cái uh, account của Coigen.net Thì anh chị hãy đăng ký, à, anh chị lên vào website coigen.net này Anh chị đăng ký một cái kênh, uh, đăng ký một cái user trên này đó, Sau đó thì anh chị vào rồi thì anh chị sẽ vào cái phần products Trong cái products này cái product này thì anh chị coi cái phần này là bot signal trading thì ở đây là anh chị đang trade ở dạng paper trading có hai dạng trade đó là paper trading và real account paper trading là trade thử trade ảo trade trên giấy để anh chị nhận diện và nhìn thấy thị trường trước còn real account là trade thẳng lên sàn binance hoặc sắp tới là gay hay là kucoin hay là một số cái sàn anh chị quen mà ở việt nam anh chị hay trade á thì ngày hôm nay đó là tôi giúp anh chị là trade ở cái gọi là paper trading rồi À, khi anh chị vào đây á thì anh chị bấm vào đây nó là new virtual bot tức là tạo ra một cái bot để bắt đầu vào thị trường. Cái bot này á thì mục tiêu của chúng ta đã là paper trading, đó, paper trading. À, nếu như anh chị chưa và khi mà vào đây paper trading á anh chị phải kết nối cái Binance của mình. À nếu anh chị chưa có cái account Binance á, thì anh chị phải nhanh chóng mở cái account Binance nha Đó, để anh chị có thể trade trên sàn Binance trước Sắp tới là có thể là Gay hoặc là KuCoin cool hoặc là một số cái sàn khác Rồi Ở đây á, anh chị sẽ đặt cái bot name tên là uh, bot Ví dụ uh, 5678 đi Đó, Ví dụ vậy Cái chỗ cặp tiền này thì mục tiêu là để cho anh chị coi chạc ở đây thôi À, để anh chị coi chạc và coi giá của cái này ở đây thôi thì thực ra là anh chị không có set up cặp tiền này hay là cái đồng tiền nó cặp Được. À, chỗ này thì không nha, không cần set chỗ này, anh chị coi giá của các đồng tiền anh chị muốn coi ở cái bảng này thôi. Đó. Sau đó thì anh chị chỗ này quan trọng này, đó là cái chỗ access point ấy, thì anh chị phải gì ạ, chúng ta phải kết nối với cái Binance và làm sao để kết nối Binance thì kết nối bằng API của Binance. Đó. Và cái APN, uh, API của Binance này thì anh chị đã biết uh, Tôi đã hướng dẫn cho anh chị trước đây rồi Nếu anh chị gặp khó khăn trong việc kết nối API Binance Hãy comment xuống dưới video clip này Tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách để kết nối với API của Binance nha Rồi Khi mà anh chị kết nối xong rồi Thì anh chị có thể đặt tên cho cái asset point là gì cũng được Có thể là paper trading Có thể là, à, là gì cũng được Nhưng mà hãy nhớ nó Cái paper trading này không phải là trade thiệt ở trên Binance mà đang ở dạng trade ở đây là trade ở trên giấy trước, trade nháp trước trước khi mà anh chị vào thiết lập cái real account thì nó con bot này mới có thể giao dịch ở trên sàn Binance của các bạn. Rồi, ví dụ ở đây thì anh chị muốn giao dịch ở trên sàn Binance ít nhất anh chị phải đặt là trên 10 đô. À, ví dụ anh chị đặt là 11 đô hoặc là 100 đô. À, hoặc thậm chí là anh chị có thể đặt là một vào lệnh 1.000 đô. Thế thì ở chỗ này nó khác nhau chỗ nào? Nếu như vốn của anh chị 1.000 đô thì nên là anh chị nên trade thử là khoảng 100 đô trước. Vốn của anh chị 100 đô thì anh chị trade thử là 11 đô trở lên. 11 đô là đáp ứng cái điều kiện là vốn một lệnh tối thiểu của Binance là trên 10 đô, được không ạ? Còn 10 đô thì nó không cho. Rồi, ví dụ vốn của anh chị là 10.000 đô thì một lệnh anh chị có thể vào 1000 Tương tự vốn 100.000 đô thì anh chị có thể vào một lệnh là 10.000 đô, tùy các anh chị ở đây. Cái order volume có nghĩa là mỗi một lệnh anh chị muốn vào lượng đô la là mua cái khối lượng ở cái volume là bao nhiêu đô. À tôi đã nói rồi, 1.000 đô thì anh chị mua khoảng 100, mà 100 đô thì anh chị mua 11, mà một à à thế thì như vậy thì cái tài khoản của anh chị vào khoảng 1/10. Giả sử như anh chị muốn đầu tư khoảng 10 con mà vốn 1.000 thì cứ con khoảng 100 đô. Còn nếu anh chị muốn không muốn đầu tư nhiều con như vậy thì anh chị đầu tư khoảng bao nhiêu ạ à, 5 con thế thì 1.000 đô thì anh chị chia cứ một cái volume một con là vào là 200 đô được không ạ Thì đó thì tôi ở đây là tôi à, ấy cái là 1.000 đi 1.000 đi cho nó dễ à. À, 1.000 đô trong một lệnh rồi sau đó thì chúng ta setup như vậy là ok rồi và sau đó chúng ta bấm submit thì cái bốt 5678 này nó sẽ hiện ra nó sẽ hiện ra một cái bảng thế này ở trên cái bảng này nó thống kê là anh chị đây là tên bốt này và khi mà anh chị bấm cái con bốt này rồi thì nó sẽ thống kê là hiện nay anh chị đang gì ạ à? đang đang đây thế thì con bốt này lấy cái tín hiệu nào để nó vào thì lúc này anh chị coi trong cái phần setup á, là cái tín hiệu của nó là tín hiệu là high performance Hiện nay thì ở trong cái trade ảo này thì hiện nay chỉ có lấy một cái tín hiệu mẫu thôi. Đây là tín hiệu của một cái trader mà hàng đầu ở trên coin game này người ta cho cái con bốt mẫu này được thử nghiệm các lệnh mà cái master trader này người ta đang trade. Đây là những lệnh đang ở trên thị trường thực các bạn nhé. Họ đang đặt buy và sell thực ở trên thị trường. Đây là những cái active order Active orders này là gì? Active order này là là những cái lệnh đang mở, đang đang hoạt động ở trên thị trường, các bạn nhé. đang đang đặt con đốt này, con warning này, đang đặt đặt một số con. Thế thì đó. À, thế thì có một cái điều đặc biệt là à, rồi hiện nay cái phần trade history ấy, thì cái phần trade history này hiện nay thì nó không có con nào. Điều đó chứng tỏ là gì ạ? Điều đó chứng tỏ là tất cả cái con bốt các anh chị hiện nay đang vào sao chép các lệnh mà mà của cái con một cái tín hiệu signal mà được tạo ra trước này nhưng mà hiện nay những cái đỡ này nó chưa có khớp lệnh thực tế nên là không có trade history khi nào sẽ có cái phần khớp lệnh thực tế thì khi mà khớp lệnh thì nó sẽ báo xuống đây rồi đây là thông số về việc mà anh chị xét con bot vừa rồi đó là à, cái exchange name là paper trading ha volume là mỗi một lệnh là vào một ngàn đô này rồi À, rồi gì ạ à, Đây là cái bốt thứ 14 được set up ở trên hệ thống kênh uh, coigen.net này Cái order time của các bạn là tất cả lệnh buy đặt ở dạng limit nha Rồi lệnh sell cũng vậy là sell thì theo tín hiệu của của gì ạ Của signal Thì anh chị có thể delete con bot này được Hoặc anh chị có thể stop con bot này được Khi mà anh chị không muốn chạy nữa thì stop nó lại Và uh, chúng ta có thể coi được cái gì ạ Chúng ta có thể coi được cái uh, À, cái các con bot mà anh chị đang thiết lập ở trên thị trường này, đó, các con bot này mà anh chị đang uh, thiết lập. Đó, thì con bot tôi vừa thiết lập này là chưa có lệnh nào khớp và hiện nay đang vào là 23 lệnh, đó, 23 lệnh. Đó. Thế thì anh chị có thể thiết lập tối đa là khoảng 10 con bot các anh chị nha. 10 con bot thử để anh chị chạy. Ví dụ anh chị xét uh, một con bot là 1000 đô chạy mỗi một lệnh 1.000 một đô hoặc xét một con bốt chạy mỗi lệnh là 11 đô hoặc là xét một con bốt chạy là khoảng 100 đô tương tự như vậy anh chị xét được khoảng 10 con bốt trên cái tài khoản demo của các anh chị nha à, bởi vì anh chị xét cái volume giao dịch bao nhiêu á thì nó sẽ quyết định cái mức lợi nhuận của chúng ta bấy nhiêu còn cái tín hiệu mẫu tôi đã nói rồi cái tín hiệu mẫu của chúng ta đó là gì ạ là từ hai performance hai performance này là một cái signal mẫu mà đang đạt cái mức tỷ suất lợi nhuận rất tốt ở trên thị trường và chúng ta sẽ học theo cái signal này tuy nhiên thì đây là tài khoản paper trading còn nếu như các bạn dùng cái real account thì cái signal của chúng ta đó là anh chị có thể lấy signal từ bất kỳ cái signal nào cái signal này là nó nằm trong cái sản phẩm alert trading này, này. khi mà anh chị có được cái tín hiệu signal từ cái bên alert trading này mà ở cái marketplace này, này thì anh chị có thể kết nối cái signal đó ở gì ạ? À? Ở trên thị trường à. Cho nên là cái signal trading này sẽ giúp cho chúng ta kết nối được với thông tin ở trên thị trường nha à. Rồi, khi mà anh chị mà có được cái signal này xong thì anh chị set cái real account Thì anh chị lấy cái signal của anh chị mua Còn cái paper trading này á, thì đó là cái signal mẫu signal mẫu chỉ có một cái signal mẫu thôi là là hai performance thôi còn anh chị làm real account thì anh chị có thể kết nối signal nào anh chị có bình thường hoặc là anh chị có thể tự tạo ra cái signal của mình ở trên trading view thì anh chị có thể kết nối vào trong cái bot signal trading này được không ạ đơn giản như vậy và anh chị đã set up được cho mình một con bot trade thử ở trên này rồi mục tiêu của paper trading là gì mục tiêu của paper trading là giúp cho chúng ta biết được là à, gì ạ là thực ra trên thị trường nó truy như thế nào à, nó vào lệnh buy ra sao lệnh sell như thế nào khối lượng bao nhiêu giá bao nhiêu đó à, kiểu lệnh như thế nào và khi nào thì khớp lệnh khi nào thì uh, mở lệnh Active order hoặc là open order đó các bạn được không ạ à, tôi cho anh chị coi một cái bot mà nó đang khớp lệnh đây ba con khớp lệnh đây khi mà nó khớp lệnh ba con á thì nó khớp lệnh nó ghi như thế này Matic này khớp lệnh này lệnh buy này Lệnh sai có lệnh show là khớp lệnh này, đó, ví dụ vậy Thì anh chị sẽ thấy là nó khớp lệnh thì nó báo xuống cái trade history này Còn đang mở lệnh thì nó ở trên này, được không ạ? Anh chị có thể stop post uh, khi mà không muốn uh, nữa hoặc delete cái này đi Đó, thì hôm nay tôi đang hướng dẫn cho các anh chị cái cách để anh chị... Uh, uh, tạo ra một cái bot signal trading ở dạng trade ảo à, là trade paper trading rồi nhiệm vụ của việc này đó là giúp cho chúng ta làm quen với thị trường giúp cho chúng ta biết được là là vào thị trường như thế nào giúp chúng ta làm quen với sàn binance giúp chúng ta làm xem làm quen với cái bộ công cụ coi để anh chị có thể trading ở trên thị trường này hãy nhớ coi là một cái nơi một uh, những cái sản phẩm để giúp cho một người mới vào thị trường với nhiều cái sản phẩm khác nhau nào là copy future copy trading này Uh, copy portfolio này rồi alert trading này hoặc là quản lý danh mục đầu tư của mình này hoặc là signal trading này thì đây là những cái sản phẩm của coigen các bạn nha bạn có thể trial thử nghiệm cái coigen này hoàn toàn miễn phí nha rồi uh, một lần nữa thì tôi đã nói với các bạn rồi đó là bạn hãy lên cái cái uh, Uh, YouTube để cập nhật subscribe cái kênh để có thể có nhiều cái thông tin bổ ích nữa hoặc là anh chị sẽ vào gì ạ là cái trang web là tradecoinazer com để cập nhiều nghiệp cập nhật nhiều cái video clip bài viết nóng hổi nhanh nhất về thị trường Việt Nam và thế giới ở trên này nhé. Chúng tôi đang xây dựng kênh này và kêu gọi rất nhiều anh chị em hợp tác ở trên này. Uh, kênh này có thể tổng hợp ở Việt Nam và thế giới cho nên tiếng của nó thì có thể có tiếng Anh tiếng Việt thì anh chị có thể uh, À, đọc tiếng việt nếu là tiếng việt còn nếu anh chị muốn uh, coi những bài tiếng anh thì anh chị có thể dịch bằng cách là bấm chuột phải vào vào translate to tiếng việt là được anh chị có thể đọc được uh, thông tin ở trên này nhé rồi một lần nữa tôi là thông đến từ uh, Traycoin asia anh chị uh, có thể vào cái uh, telegram link ở bên dưới mà tôi để dưới đường link của clip này uh, cái telegram có tên là Traycoin asia luôn anh chị có thể vào đó để thảo luận để tương tác để cập nhật những kèo nóng hổi về thị trường này nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.